Thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và chỉ thị số 04 CTBCT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu, Bộ Công Thương yêu cầu các thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu. Việc hút thuốc lá lậu là hành vi tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế, thường xuyên đôn đốc kiểm tra trong quá trình thực hiện. Theo điều tra của Oxford Economics 2014, Việt Nam đã trở thành thị trường tiêu thụ thuốc lá nhập lậu hàng đầu trong số 14 quốc gia châu Á được khảo sát. Thuốc lá lậu đã gây thất thu nguồn ngân sách hàng năm trên 6.000 tỷ đồng. Kết quả phân tích của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá, trong thuốc lá lậu có một số độc tố cấm sử dụng, hàm lượng táp và nicotine đều cao hơn mức thông thường, vượt ngưỡng cho phép của Bộ Y tế Việt Nam, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng như ngộ độc, ung thư, thậm chí có thể gây tử vong khi sử dụng.